Alo, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh FFB Game. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết buổi tối. Thì mình đang tường thuật và đang xem trận đấu giữa team. Và mình xem vào trong game này xem luôn nhá. Giữa trận đấu giữa team SLC và Freedom. Đây là giao lưu xuân, mùa xuân Canh Tí nhá. Pháo hoa đang phụt ầm ầm đây anh em ạ. Chúc anh em một mùa xuân vui vẻ, trẻ khỏe, thật là yên vui bên gia đình. Và những ngày xuân này chúc anh em đi chùa, đi chơi hoặc là ở nhà tránh dịch cúm corona vui vẻ. Thì hôm nay mình có đọc bài báo nhá. Ui dồi ôi, bên server Trung Quốc này, những cái server game như game Âm Dương Sư Mobile này full nghẽn luôn. Tại vì sao? Tại vì là các thanh niên là sợ dịch cúm ấy, không dám đi chơi, thế là ở nhà chơi game thôi. Nên là các server game ở bên Trung Quốc nghẽn luôn. PUBG này hay là Âm Dương Sư Mobile nghẽ luôn anh em ạ. Anh em phải sang bên server Trung Quốc mà xem, mùi đồng lắm, server game đồng lắm. Mà game Âm Dương Sư Mobile này bên server Trung Quốc người ta chơi cực kỳ nhiều luôn anh em nhá. Đấy, thiết kế này pháo hoa rất là đẹp luôn. Thì vào trận này là trận đầu tiên bo ba giữa team SMLC và Fedom. Thì Fedom như FD ấy. Đấy, thì đây là đội hình cũng không phải chính thức của SMLC, gọi là chất vá và gọi là anh em trong hội vào giao lưu thôi. Ui, nhìn con những điều này, nhìn ngực của nó này đã Tết ăn nhiều đồ kích thích thì chớ, lại còn nhìn cái hình kia thì ai mà chịu được anh em nhỉ. Thì bên đội xanh là SMLC thì đã cấm ở gì nhỉ, Bạch rồi đúng không, Bạch nhỉ, Bạch nhỏ này, tiếp theo là Ojuki này. Ôi ôi, thắc chỉ hơi, chết rồi. Cúm đã về đến bản Hà Nội rồi. Tiếp theo là bên đội đỏ thì cấm Onikiri Quỷ Thiết này và Satori Giác. Bên đội xanh thì chọn là Nhất Mục Liên này, SMLC Bi Vũ, à Tỏi, Tỏi, Nhất Tỏi vào mồm thì đã chọn Nhất Mục Liên này. Tiếp theo là Bi Vũ thì chọn Yoko này. Tiếp theo SMLC Raven thì đã chọn là thanh niên đi rừng rồi, một sát thủ cực kỳ là ghê gớm trong phim hoạt hình như Asa, chắc là anh em cũng biết rồi đúng không. Rồi tiếp theo là Phật, tiếp theo là Hoa Bỉ Ngạn, gọi tắt thế cho nó dễ anh em ạ. Tiếp theo bên kia thì đi rừng thì là Asa này, support là Hoa Điều Quyển này, rồi Kubinasi AD, Susabi BK thì đã chọn một con bài đi đường giữa vừa bị giảm sức mạnh sao ấy. Có một skin rất là đẹp nhưng mà hình như là bị giảm rồi. Và tiếp theo là Quạ. Quạ thì anh em mà nghĩ là con gái hay là con trai? Nào, Quạ là con gái anh em nhá. Theo bộ skin và được thiết kế là con gái. Anh em có thể để ý là thấy nó nói giọng con gái đấy. Rồi, thì giữa Pháp Sư là Hoa Bỉ Ngạn và Diện Linh Khí. Đường giữa thì anh em sẽ đánh giá là con bài nào ghê hơn. Thì nếu mà tính về cuối game ấy, ra tranh tổng thì Hoa Bỉ Ngạn ghê hơn. Đấy, đầu game thì mình đánh giá một chút nhìn hơn về Diện Linh Khí, về khả năng là dìa xa máu xa hơn một chút, nó có chiêu bắn ấy, xa hơn một chút. Về nếu mà đội hình này ấy, thì top Phật và Quạ thì Phật sẽ trên cơ hơn một chút. Đường dưới thì nếu mà AD Yoko chơi hay thì sẽ đẩy được đường nhanh. Nhưng mà chưa biết được kỹ năng và cách thi triển đội hình của hai team anh em ạ. Đấy, rất là khó luôn. Không thể nói trước được điều gì, mình không nói trước được. Tại vì đây là kỹ năng. Tôi nói với anh em nha, kể cả anh em lên đồ, nó cũng chỉ là một phần thôi. Lên đồ nó là một phần thôi. Nếu mà mình chơi thực sự, mình biết cách di chuyển, mình biết ra vào ra tranh hợp lý, mình tính sát thương, thì nói chung ông nào lên đồ là cũng mạnh hết. Đấy. Rồi thì hai bên thì cũng nhường bùa cho AD, cũng không có gì đặc biệt anh em ạ. Rồi bên này thì Kubinasi sẽ ăn lâu hơn một chút, thì Yoko chắc chắn sẽ ăn nhanh hơn rồi. Yoko thì skin điểm tảng trong tay của Bi Vũ anh em ơi. Rồi nhìn hai cánh quạt ở hai bên, cái tên nó màu vàng rất là đẹp. Rồi Hoa Điều Quyển rất là mạnh nha. Sao thanh niên Tỏi đã đi vào trong bụi và bị cấu mất nửa máu, rất là lỗ. Những pha đầu này mà anh em bị cấu nửa máu thế này lại bị thiệt rất là nhiều nha, không đùa đâu, không phải dạng bừa đâu nha. Rồi Kubinasi level 2 đưa lên và dã phập phập vào Bi Vũ. Bi Vũ mất 1/4 máu vẫn để cho Kubinasi đánh. Kubinasi mất nửa máu lại phọt lên, lại vọt. Rồi rất là gọi là hổ báo cáo trồ luôn. Rồi Hoa Điều Quyển ở đằng sau búp
máu rồi, vọt lên và vọt chết được. Nhất Mục Liên rồi, Nhất Mục Liên hơi bị lỡ một chút, lẽ bị cấu dìa máu lúc đầu. Rồi lợi thế ngay cho Kubinashi lúc đầu anh em ơi. Khó rồi, đường dưới thì rất là ngặt rồi. Tiếp theo là Yasa thì đã ganh đường giữa, tạo áp lực ngay từ những pha đầu tiên. Ví dụ anh em chỉ cần ra ganh đường giữa, đây là map sương mù nhá, anh em không cần, mình nói thật anh em không cần phải như các ganh chết, anh em ra xuất hiện ở đấy, anh em ra ganh cho nó mất máu là đối phương bị áp lực kinh khủng luôn. Tại vì map sương mù ở đây là mình soi hai bên nó mắt trắng đấy anh em nhá, ghê lắm. Anh em đánh áp lực, anh em đánh tranh thách đấu hay là để âm dương sư, anh em cũng biết đâu. Con rừng nó xuất hiện mất khoảng độ 1/4 máu là muốn bay về rồi. Một pha ganh đứng giữa lướt lên và đập chết được hai thanh niên đường dưới của SMLC rồi. Bên Fedo đánh hù hào nhau, mình nghĩ là anh em đánh có mic hết thôi. Rồi đây là đội hình không phải chính thức nha, gọi là để tham khảo thôi, gọi là giao lưu mà anh em ạ. Rồi một pha canh của Hoa Bình Ngạn và thanh niên, một thanh niên nữa được dừng ở bên SMLC nhưng mà không được rồi, rất là buồn, đã hy sinh rồi. Rồi Kubinashi vọt liên tục vào bi vũ rồi, còn một chút máu nữa thôi, không vọt nữa rồi. Sát thủ ninja thì máu rất là yếu nên là chúng ta cũng chú ý. Sexual Ma Lự thì mặc dù là vừa rồi có nội tại nhưng mà cũng không ăn thua anh em ạ. Rồi lướt lên vọt rồi lại lùi về. Rồi thì rất là đau luôn. Nào chúng ta cùng xem đồ nào, đồ của thanh niên Kubinashi thì lên cái kiếm màu xanh trước anh em ạ. Kubinashi trận này thì lên kiếm màu xanh chứ không lên theo những cái đồ khác, đó là thiên điểu song kiếm. Thì cái đồ này thì màu xanh thì nó có 40 tấn công này, 450 điểm máu này, 20 tốc độ đánh này, 15 tỷ lệ chí mạng và 5% tốc độ chạy. Và nếu đánh thường sẽ khiến mục tiêu trong vòng 3 giây, tiếp theo giảm 26% tốc độ chạy, đồng thời giảm 10% sát thương nhận vào của bản thân. Đấy, lên cái kiếm đấy thường thì trong Uzai người ta lên rất là nhiều. Kubinashi cũng hợp với cái đồ đấy, lên cái đấy thì vừa có sát thương vừa có chống chịu anh em ạ. Đấy, phong cách từng người là như thế. Rồi Yasa thì lên cái đồ sát thương đường rừng, cướp được rừng rồi, khó rồi. Rồi Nhất Mục Liên lại một lần nữa lên bảng rồi, và cứ bị cướp bùa thế này thì sạch xuống ma lự rất là khó để có thể xanh để một combo chết được AD. Mình nói thật, rừng riêng mà sát thủ không xanh thì còn lâu đã động được vào AD mà những thanh niên biết chơi còn khó nữa. Rồi Susabi trong tay, cầm điện lịch khí trong tay gánh liên tục luôn. Một pha di chuyển, mặc dù là đi sát sát rồi nhưng mà vẫn bị chết rồi. Nổ chiêu cuối và lên bảng, biến ngay về trước giữa hai trụ luôn, không ai động được vào vì biết mà. Biết mà anh em ạ. Thì Tết này anh em chơi game Âm Dương Sương Mù 3 có vui không? Thì anh em đây là anh em có thể tham khảo các bạn, hầu như những cao thủ đấy, hầu như những cao thủ thật sự thì chơi những cái map này và chơi những con bài này được trên danh cao cũng rất là nhiều, anh em có thể học tập nhá. Không con nào yếu anh em ạ, không con nào yếu, mà chỉ là có những cái con mà chúng ta không quen tay, không biết kỹ năng của nó thôi. Một pha dịch dập con cá mập giữa của team Fedom nhưng mà team SMLC rất là tỉnh đòn luôn. À, không xuống luôn, còn cái trụ còn ít máu nữa mà. Rồi đánh nhau giữa Phật và Quạ, rồi Quạ bật chiêu cuối lên, Phật bắt đầu tụ đan điền vào, đánh theo phần trăm máu rất là đau, tốc biến rồi lướt về thôi. Chiêu cuối đến từ Yasa rồi lại biến về đấy. À, lướt vào bụi rồi lướt ra, còn một chút máu thôi. Quạ định bắt trụ hay làm gì đây? Sexual Ma Lự gồm chiêu cuối, Phật đã chết được Quạ rồi, Phật đã thiêu đốt và Quạ băng trụ, Quạ lỗi và chết rồi. Rồi di chuyển ra đường giữa rồi lại bắt đầu ăn bạch tuộc, thi triển đội hình đến từ bên phía đu mà anh em ạ. Yasa bạn Iram đấy, chơi Yasa rất là hay luôn, thẳng thạo luôn. Rồi lướt cái kiểu nhìn đánh, cách đánh là cũng bờ đồ đấy, đẳng cấp đấy. Rồi con bạch tuộc đầu tiên đã thuộc về bên team Fidum, Fedum màu đỏ nha, và SMLC màu xanh. Anh em ơi, anh em bật HD 1080 lên xem cho mình nha, phê cực luôn. Mình up video HD luôn, mình sẽ trận 3 trận liền luôn một video anh em nha, anh em vào tham khảo và ủng hộ mình nha. Được chưa? Ồ, một chiều cuối đến từ diện linh khí rồi, gần chết anh em ơi, gần chết rồi. Con bài diện linh khí trong tay của thanh niên Susaki K này cực kỳ là ghê gớm anh em ạ. Rồi vừa tăng tốc lên, một pha giao tranh tổng giữa hai bên team rồi, hoa điểm lượt một chiêu cuối lên cuốn hết vào trong luôn rồi. Hai thanh niên phải lên bảng,
Rồi nha, tranh tổng quá ghê. Đến Ngô Sạch Cả tắt điện Nhất Mục Liên rồi. Thanh niên dành cho Ma Lự thì tốc biến chạy về được. Tiếp theo thả Bạch Tuộc ra và thi triển ăn cái trụ đường giữa đến từ Tem. Phi đu. Rồi, chắc chắn cái trụ cái nữa lại mất rồi. Bên SMLC thì hiện tại vẫn chưa động vào cái trụ nào. Rồi, SMLC Phi Vũ thì đi về và gặp ngay Yasa. Hội đồng tấn công luôn, 5 người luôn. Dù 10 lần đấn bởi họp một máu thì cũng không thể nào mà chạy được anh em ạ. Đánh di chuyển rất là hay đến từ team Fido. Có thể là hai team này luyện rất là nhiều rồi. Cướp được không? Rồi, may quá. Sexo Ma Lự đã cướp được con người đá. Rồi bây giờ thế trận đang rất là khó xử cho team SMLC luôn anh em ơi. Quá khó xử rồi. Bây giờ đánh thế này thì mất 3 cái trụ rồi. Số lượng tiền rất là nhiều cho anh em ạ. Thì diện linh khí trong tay Susabi thì lên đồ như thế nào? Thì anh ta đã sẽ lên là cái màn đà ma mật kinh đầu tiên, cái hồi năng lượng ấy. Sau đó thì anh ta sẽ lên cái giày pháp sư và cái đồ tiên chảo vọng nguyệt. Thì cái đồ đấy thì nó làm cho đối phương bị giảm một nửa hồi máu này, 40% hồi máu, và làm cho đối phương khi mà dũng phép ấy, đối phương bị giảm tốc độ chạy đi 20% trong vòng 1 giây anh em ơi. Đấy, thì đồ đấy thì rất là hot. Mỗi người có một cách lên thôi, lên full sát thương cũng được thôi. Nhưng mà lên full sát thương các bạn vừa đánh không hay, các bạn di chuyển lỗi thì bằng không hết. Đấy, đánh chiều cuối của Hoa điều khiển quá là kinh luôn. Sấy đến từ thanh niên diện linh khí à. Rồi diện linh khí sấy sát thương nhiều quá. Rồi sấy không? Sấy chết sạch số Ma Lự luôn rồi. Rồi vào một chút nữa thôi, một chút nữa thôi thì giết được vật ngoài. Quá kinh. Chỉ mất một người thôi, mất Yasa thôi. Đây xem nào, đồ của Kuginasi thì lên cái trong kiếm anh em ơi. Sau đó thì anh ta lên cái giày và sau đó thì lên cái kiếm màu vàng Thiên Tuyệt Đại Điển anh em ạ. Đấy, chưa lên, đang trong quá trình thôi anh em. Thanh niên này thì như các AD khác thì lên cái xích quyền nhẫn, cái hút máu đầu tiên ấy. Xích quyền nhẫn tăng 25 tấn công và 10% hút máu. Rồi Sạch Chu Ma Lự nè. Rồi Bi Vũ thì lên cái kiếm bắn theo phần trăm máu. Kiếm bắn theo phần trăm máu đó là Diệt Đao Châu Hoàn. Thì sẽ mỗi phát bắn thì sẽ gây thêm 4% lượng máu của đối phương anh em ạ. Rồi thanh niên Nhất Mục Liên thì vòng ngay sau định cướp Oro nhưng mà không được rồi. Con Oro đầu tiên thuộc về team Phế Đồ anh em ơi. Rồi thế trận này thì khả năng là bên Doom sẽ giành chiến thắng. Mình thấy di chuyển thế này mà đánh không lỗi thì khó lắm. Và hầu như là bên SMLC là thọt rất là nhiều. Trong khi đó SMLC Bi Vũ thì đồ vẫn chưa được nhiều anh em ạ. Thật sự luôn. Đồ này thì trận này thì SMLC Bi Vũ AD thì đã lên theo phong cách là bắn theo phần trăm máu và chí mạng. Yoko này có hai cái lên nhá. Đầu tiên là chúng ta hầu như là các bạn ấy sẽ lên là cái kiếm Diệt Đao Châu Hoàn bắn theo phần trăm máu. Đấy, cộng 60 tấn công, 40% tốc độ đánh, đánh thường kèm theo 4% máu. Và nếu mà máu đối phương ít hơn 35% thì nó chỉ gây khoảng độ 90 điểm sát thương đối với thức thần thôi. Đấy, sau đó thì anh ta sẽ lên cái Tham Tử Cung tăng chí mạng. Và sau đó là cái kiếm Thiên Tuyệt Đại Điển chí mạng anh em ạ. Tham Tử Cung này cũng được, nhưng mà nếu mà muốn lên thế này thì hai đồ chí mạng cũng khỏe được. Một pha băng vào giữa tim hình đối phương của Sạch Chu Ma Lự nhưng mà không ăn thua. Và điều khiển chiêu cuối cho lại đi ra. Rồi đánh trụ thôi. Yasa vẫn ở lại đánh trụ. Vẫn giữ được cái trụ anh em ơi. Hiện tại thì Yoko đang thọt đồ nên là Yoko khó để có thể bắn được. Bên kia hầu như là 2 món rưỡi và 3 món rồi. Trong khi đó Yoko bắt đầu mới cố gắng được 2 món thì không ăn thua. ADM thọt thì rất là khó luôn. Và nếu mà theo kiểu chí mạng thì 2 món đầu tiên thì sẽ không mạnh. Đấy, nếu mà bắn theo kiểu sát thương và đánh theo phần trăm máu kiểu như là lên cái trọng kiếm minh chuyên ấy thì 2 lần đánh thường thì sẽ lần sau thì kích hoạt thêm 1 lần đánh nữa ấy. Đấy, rồi lên được cái cụm bắn chí mạng rồi nhưng mà sát thương vẫn còn cực kỳ yếu, trong khi quá trâu luôn, quạ nội tại trâu nữa. Đấy, hoa điều khiển này rất là khó luôn. Rồi một chiêu cuối luôn. Rồi theo tranh chóng thì có hoa điều khiển quá là kinh luôn. Yasa băng trụ, Yasa giết sạch Chu Ma Lự. Sạch Chu Ma Lự có nội tại, Yasa có lướt được không?
Esa vẫn chạy được, hay quá, Phật vào nhưng Phật châu thì đánh lâu vào thì cũng nát người thôi. Rồi Vi Vũ thì bị mê hoặc rồi. Rồi trận này nếu mà Joko mà chỉ cần lên được một món nữa thì chí mạng thì may chăng thì lật được kèo và có tay bắn, nhưng mà khó lắm. Diện linh khí sấy ở đằng sau thì rất là dài nên là Joko khó anh em ạ. Rồi cố lên. Joko thì hồi xưa thì mạnh, đầu game mạnh lắm, rồi vừa rồi bị giảm sức mạnh nhiều anh em ạ. Nhiều luôn, giảm cực kỳ nhiều luôn. Rồi quạ một chiêu cuối lên, quạ level 13 nào. Rồi phải lướt về rồi. Giao tranh 3 đánh 5 luôn này. Có giết được diện linh khí không? Trạch Sô Ma Lực có giết được diện linh khí không? Diện linh khí vẫn sấy, diện linh khí phải chết rồi. Quạ, quạ, quạ nhảy lên đập Joko nhưng mà lại chiêu phi quạ trượt. Rồi lướt lên đến từ Kubinashi nhưng mà không giết được ai. Thì mất một người thôi. Rồi cái trụ đường giữa khả năng mất rồi. Máu ít và về, hồi máu hết rồi. Còn thanh niên hoa bỉ ngạn nữa, Yasa lao vào. Còn một chút máu nữa thôi, cũng chạy được. Thanh niên Yasa đã lên bảng rồi, bằng trụ quá sâu. Rồi AD bên kia thanh niên thì 5 triệu à. Phê đôm 5 triệu. Chơi rất là cẩn thận luôn, đánh rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi 9k1 tiền. Trong khi đó thì AD Joko mới có hơn 7k tiền một chút thôi. Thoạt quá nhiều rồi. Rồi đội hình của bên team Phi Đôm thì đang rình rập anh em ơi. Trận này khó thật sự. Rồi hai bên đang trình dập thì Sạch Sô Ma Lự thì có nội tại thì chắc chắn là biết đối phương đang trong bụi bên kia rồi. Dìa máu không được rồi. Rồi trách bụi đến từ Hoa Bỉ Ngạn. Hoa Bỉ Ngạn là Chô Trên Oan nhá, SMC Chô Trên Oan. Rồi thanh niên Chô Trên Oan này có khả năng là lập nick ảo và sau đó thì thỉnh thoảng vào nick chính này đánh rồi, mình nghi lắm. Hầu như mình chơi đánh thừa không thấy. Rồi nên bắt Kubinashi nhưng mà anh ta đánh rất là cẩn thận luôn. Mình phong cách, mỗi người một phong cách nhá. Đấy, phong cách của mình thì AD mình hổ báo lắm. Mình nói thật luôn, mình hổ báo lắm. Không ngại chết một mạng đâu. Mỗi người một phong cách, mà phong cách chơi của mình thì lại là phong cách đẩy đường nhanh, đẩy đi nhanh ấy. Nên là các bạn nhìn cái vào nick MVP trên chê thì cái phần chỉ số của mình là phần thúc đẩy, là đẩy đường ấy, lúc nào cũng nhanh nhất. Một pha lướt lên đến từ SMLG Bi Vũ, hổ báo quá phải mất lướt rồi. Rồi một pha lướt lên quả đấy, nếu mà Yasa mà nhanh tay thì khả năng là phải lên bảng anh em ạ. Rồi hiện tại thì đây là trận đầu tiên giữa bo ba giữa hai team SMLG và Phi Doom, và hiện tại thì bên team SMLG thì đã mất hai cái trụ nhà lính chính rồi. Rồi ăn Oro đến từ bên Phi Doom và con Oro thứ hai đã thuộc về bên Phi Doom rồi. Rồi Sạch Sô Ma Lự lướt vào cướp, không cướp được và bị Kubinashi giết rồi. Tiếp theo là thanh niên nó sẽ phải lên bảng, đó là Nhất Mục Liên. Rồi Phật có chống chịu được không? Phật có cho đỡ đòn được cho Joko bán không? Không, Joko bán không chết ai và Joko phải lên bảng rồi. Chô Trên Oan sao lại dùng chiêu cuối vào bụi cỏ thế này. Rồi đáng tiếc quá, rồi bị sấy, bị làm chậm, bị vọt các kiểu con đà điểu. Kubinashi vẫn không chết. Rồi đến cô Sạch Cảm giết được Yasa anh em ạ. Rồi nhưng mà cái trụ, cái nhà lính thì, nhà chính thì chắc chắn phải nổ rồi. Trận đầu tiên giao lưu Xuân Canh Tí, mình mong chờ những trận này nha, và điểm danh vọng nhá. Đấy, có điểm danh vọng cho team thắng nhá, không phải dạng vừa đâu. Nếu mà thấy anh em mà thấy mình like thế này mà thấy muốn tặng cho mình điểm danh vọng, anh em cứ vào tặng nhá. Mình điểm danh vọng ít lắm, thấp lắm. Thật nha. Yeah. Like này chẳng ai mà tặng danh vọng mà team thắng lại được danh vọng, buồn thật đấy. Rồi, để mình xem cùng xem chỉ số nào. Rồi, MVP thuộc về bạn Hoa Điều Quyển anh em ạ. Rồi, chúng ta cùng đến tiếp trận thứ 2 giữa team SMLC và team Phi Đôm. Thì bên Phi Đôm đã cấm Jack Satori và cấm Onikiri Quỷ Thiết, bên kia thì cấm Ochuki và Hoa Điều Quyền. Rồi lũi búa quá kinh luôn. Rồi bên này thì trận này thì là Erim này, Erim Gui Tri này, Ui Ti Susabika, tiếp theo là Phê Đôm Airam này, Erim Gui Gui Ti này, tiếp theo là Phê Đôm Poplon. Poplon là nghĩa là gì đây? Rồi
Tiếp theo bên SMLC Bi Vũ này, SMLC Raven này. Gì ấy? Adoken Naikala. Tên của bạn đấy. Tiếp theo là Dit Stone. SMLC Chosen One anh em ạ. Đấy thì đấy là đội hình của bên hai bên. Rồi. Thì xem nào, có một bạn, bạn thứ ba, bạn top ấy. Top bạn có ghi bằng tiếng Nhật anh em ạ. Không biết là bạn chơi server Nhật hay là bạn biết tiếng Nhật, bạn ghi là thế. Adoken Naikala thì mình dịch ra tiếng, bạn cầm thác các bé thì dịch ra tiếng Việt có nghĩa là ngây thơ trong trắng anh em ạ. Thì có nghĩa là bạn ấy, vì là bạn ấy ngây thơ, bạn ấy trong trắng, chả biết bạn ấy còn trinh hay không thì bạn ấy ghi là như thế. Ngây thơ trong trắng. Rồi đấy thì nghĩa bạn top các bé. Thì đội hình vào chiến trận trận này thì bên Freedom gồm có vẫn Kubinashi thôi, không có đầu này. Tiếp theo là Hạng này, rồi đi rừng là Y chữ Ma Đế cho đến bao giờ. Tiếp theo là gấu mèo đi đấy. Gấu chó cũng được. Tiếp theo là Nhất Mục Liên bên Vidu. Bên kia thì có là Bi Vũ dùng Hakuro này. Tiếp theo Raven đã đi support rồi, dùng thố. Top là Hắc Bé, đường rừng là Lộc, và đường giữa Chosen One đã dùng Shiromuro. Rồi bạch vô thường, bạch lớn cũng được anh em ạ, dùng gọi như thế cũng được. Rồi skin rất là nhiều luôn, các loại skin bình an, giáng sinh, trừ thi, hiếm, các kiểu Halloween, mùa hè, các kiểu con đà điểu luôn, quá nhiều luôn. Hakuro dùng skin gọi là lễ à, lễ Heian. Với đội hình như thế này thì nào, anh em đánh giá xem nào, nếu mà vã vào nhau thì bên nào sẽ thắng nào. Thì đánh giá ấy, nếu mà những cái đầu game ấy thì mình đánh giá là bên Freedom sẽ có một lợi thế một chút, đó là Hàng đi đường giữa đầy đường nhanh, Gà đi đường giữa cũng ra đường ganh đường giữa cũng nhanh đấy, rất là hiệu quả luôn. Và tiếp theo là những cái level đầu đến level 6 thì có Nhất Mục Liên giao tranh tổng rất là tốt, đấy, gấu mèo nữa, ok đấy. Còn về cuối game thì khi mà đủ đồ thì Hakuro bắn nát tan nát đội hình luôn. Tiếp theo lại là bạch lớn nữa, bạch lớn thì về cuối game thì gọi là cực kỳ khỏe, cực kỳ trâu luôn, thì sẽ sấy nát đội hình của bên kia luôn. Và Lộc nữa, Lộc lúc đấy thì dùng chiêu cuối và vừa có chiêu cuối vừa có giáp nữa, nên là khả năng thì là về tầm giữa và cuối game thì là bên SMC sẽ có lợi thế anh em ạ. Rồi chúng ta cùng xem đồ và các đại thần lên như thế nào anh em nhé, và cách di chuyển. Không biết thì hôm nay thì anh em đã đi được nhiều nơi chơi chưa, đi chùa chiền các kiểu chưa, cuối game chưa, rồi một pha ganh. Đấy vừa nói xong, gà ganh rất là hiệu quả luôn anh em ạ. Rồi double kill cho gà luôn. Những level đầu gà rất là hiệu quả luôn, gà sát thương cực kỳ nhiều đấy. Những ngàm AD thôi, ngàm sát thương yếu mà đứa nào mà máu ít mà đánh thôi, chơi gà ấy. Đấy, con tướng free mà lại hiện là rất là hiệu quả. Rồi. Trồn và hắc bé. Hắc bé thì thuộc loại là tanh châu rồi, đánh thì quá phè phê rồi anh em ạ. Đi đường hầu như là thắng được. Chơi với hắc bé thì anh em không đánh được, không thắng được đường ấy, thì anh em lại lùi về trụ nhá. Tại vì hắc bé cũng chả nhiều máu được, chả băng được trụ đâu, nên là cũng chẳng phải lo. Những level đầu thì trụ ở trong game Bơm Dân Sung Bô Ba này thì cũng không được, không bị nổ dễ đâu anh em ạ. Nên là thoải mái, anh em cứ về trụ thủ thoải mái nhá. Đến level 6 hoặc em có một cái món đồ thì đánh với trụ mới thấm được. Cái game này như thế, hôm nọ mình có cái chơi game hero gì. Úi dồi ôi, level 2, level 3 đối phương không trả, đổ mẹ trụ luôn. Vãi thật. Nhưng mà mình cũng thích kiểu đấy, kiểu như game nó nhanh hơn tí. Thế cái này nếu mà hay gặp hai cái team thì úi dồi ôi, mẹ nó câu giờ cho đến 20 phút thì cũng điện thoại mà pin yếu, chai pin thì cũng mà đập mẹ đi cho nhanh. Rồi đướt lên đoánh luôn. Rồi thật ra thì Kubinashi ấy, nếu mà anh em biết tận dụng cái nội tại ấy,
cái nội tại của nó mà vọt lên vọt. Mình nói thật, thật đau vãi cả mông tenơ luôn. À bây giờ chơi chơi kiểu là đóng băng lính anh em ạ, có nghĩa là dừng con lính lại cho là cho đối phương không lên được anh em ạ, không lên hit kinh nghiệm được. Nhưng mà có khả năng là Hakuro lại về dừng pha không cơ. Rồi đóng băng lính để cho khi mà con lính nó bị chết ấy thì Hakuro không có vàng ấy. Rồi một pha giao tranh đường giữa. Mãi bình luận mới lại mãi nói thì mình cũng khó anh em ạ, cũng khó có thể là soi được màn hình, anh em cũng thông cảm nhá. Rồi đóng băng lính cho Hakuro đỡ xanh. Đấy, sau đó nếu mà Hakuro lên cao phát là đưa lên đập. Đấy, đấy là chiến thuật của Kubinashi. Rồi, có lợi thế rồi. Rất là tỉnh luôn, đánh kinh thật đấy. Ghê đấy. Rồi, chiều cuối rồi. Có level 6 rồi. Hakuro cũng level 6 rồi. Hàng vẩy bướm bướm vào thanh niên cường nhát tỏi. Và thanh niên cường nhát tỏi bốc mùi quá chạy về. Nhưng mà đen lại về lại gặp gà. Nhỏ thật đấy. Thanh niên là mùng 4 Tết ăn no bướm. Thì tiếp theo là thanh niên trồn phải tốc biến chạy khỏi thanh niên hắc bé rồi. Rồi tiếp theo là hắc bé chơi bài là chặn lính. Bây giờ chặn lính thì lính đánh đau lắm anh em ạ. Mình cũng thử thử thôi rồi. Nhưng mà vẫn chặn được không sao. Nhưng mà anh em sẽ bị mất nhiều máu hơn, anh em cũng cẩn thận. Rồi hàng đến canh luôn. Hàng đến canh luôn. Ô rồi tốc biến chạy khỏi hàng, có chạy được không? Chắc chắn là chạy được anh em ạ. Mất chiêu cuối, mất tốc biến tới từ thanh niên hắc bé trong một pha chặn lính. Nhưng mà cũng được, chặn lính như thế này thì rất là có lợi thế, làm cho trụ bắn lính của bên mình, làm cho đối phương nó thọt. Mình thường cũng rất là chặn lính nhá, mình sẽ làm những cái video top cho anh em xem nhá. Sau cái video này thật ra thì bận thật đấy. Sau này mùng 6 đi làm, mình có đi chùa ấy. Đi chùa rồi thì cũng không biết có thời gian để làm video không, nhưng mà mình mong là thời gian rảnh rảnh thì mình sẽ làm cho anh em xem về cái game này. Hầu như thì ít người làm game này, với lại là nếu mà làm thì cũng toàn rank thấp thôi, không có rank cao mà không có chuyên nghiệp, đúng không anh em? Xem tôi nói thật với anh em, xem anh em nhiều vào, mình tham khảo nhiều nhiều anh em vào, ai lại vào đánh thường sau lại làm video, chả có những trận nào chuyên nghiệp thì rất là khó để anh em tham khảo. Anh em phải xem những cái trận chuyên nghiệp hoặc là sang bên Trung Quốc ấy, anh em xem ấy thì mới lên tay được, tham khảo được đồ. Hoặc là anh em lên sang bên Trung Quốc xem đồ của bên đại thần bên đấy ấy. Cái đồ Việt Nam đôi lúc không chính xác đâu, mình nói thật luôn. Mình thường xuyên mình sang bên Trung Quốc mình tham khảo đồ và mình chơi bên đấy, không phải mình chơi mình xem ở Việt Nam đâu. Bây giờ bên Trung đấy những con tuyết bòi ấy, bên Việt Nam lên đồ khác hẳn lên bên đấy luôn. Còn bên đấy cực kỳ là chua, tuyết bòi luôn. Đấy, có team thì mình làm clip về tuyết bòi cho anh em xem cả nhá. Tổng khảo nhá, hàng nữa, hàng mỗi xe vào một phong cách của bên Trung Quốc nó khác. Bên hàng bên Trung Quốc của mình. Đấy, thì là rất là khó luôn. Ô, một pha băng trụ đến từ team Freedom. Rồi còn Hakuro thôi, Hakuro lên bảng lần thứ N nhưng mà vẫn là lôi kéo theo được. Đi chịu ma đế rồi tắt điện, đi chịu ma đế là Hakuro có tiền anh em ạ. Những pha đầu game chắc chắn rồi, hàng đi ganh liên tỏi và gà nữa. Chắc chắn là có lợi thế rồi anh em ạ. Không thể nào mà ngăn cản được bên team Freedom. Rồi ăn bùa luôn, ăn luôn hai con luôn. Nhường cho thanh niên là Kubinashi xanh luôn. Rồi, đường giữa này rất là quan trọng anh em ạ. Ôi dồi ôi, phải phát mất nửa máu luôn. Quan trọng lắm. Tại vì sao? Rồi, một pha ganh của thanh niên Lộc Húc. Húc ra, phải mất tốc biến anh em ạ. Biến về luôn. Rồi, về cuối thì hắc bé chắc chắn là một thế lực anh em ạ. Nếu mà hắc bé mà về cuối game mà lên giáp phản, món thứ hai hay là món thứ ba lên luôn giáp phản đam, mình nói thẳng luôn, Kubinashi vọt cái hàng vọt thì và hắc bé thì chỉ có mà mất máu thôi. Tại vì vào tầm giữa game mà chưa lên được thì chưa lên được hút máu, mà hàng cũng không có hút máu thì chắc chắn là sẽ bị thiệt máu. Nên là anh em
chơi hắc bé mà thấy đội hình như thế này anh em á, thấy ví dụ có hai AD hoặc là đối phương bắt tay như hạng này anh em nên mẹ luôn cái đòn thứ hai ấy, trong cái chống lửa là cái giáp phản AD khóc thét luôn. Mình chơi AD mình biết là giáp phản là giáp sát sinh thạch đấy, giáp sát sinh thạch đấy, cái giáp đấy thì nó sẽ cộng 150 giáp này khi chúng ta nhận một khiên nhận gì gọi là bị chí mạng, có thể một nhận một khiên hấp thụ sát thương vật lý bằng 15% sát thương chí mạng, có nghĩa là khi mà bị chí mạng thì giảm đi, rất là hợp luôn với hạng bé. Và khi mà bị đánh thường sẽ phản lại cho đối thủ 15% miễn tất cả sát thương phép chịu được trước đó đấy, nên là anh em lên con đấy thì quá là tuyệt luôn. Về cuối thì chắc chắn giao tranh thì hạng bé sẽ có lợi thế nhá, không phải chạm vừa đâu. À, quay lại với giao tranh ở dưới này thì ở trên này, trên top này thì team Fidom thì đang có lợi thế và giết rất là nhiều mạng. Rồi thanh niên bạch lớn thì đang đợi gọi là gì nhỉ, đợi hồi chiêu và đã chết được con buồn, con quái nhỏ ở rừng rồi, con Orochi. Và phút thứ bao nhiêu nó sẽ xuất hiện anh em biết không? Chơi cũng chả quen đúng không? Con Orochi phút thứ 10 hay phút thứ 8 thì chả nhớ đâu. Thế phút thứ 8, đúng rồi, phút thứ 8 nó sẽ xuất hiện anh em nhé. Và con bạch tuộc đầu tiên nó sẽ phút thứ 5 xuất hiện. Đấy, cứ 5 phút nó sẽ xuất hiện một lần nhá. Để anh em làm sao một trận thì nó sẽ có 3 con bạch tuộc. Ôi, ok, lại giao tranh con bạch tuộc ở đây thì bên phía Dome đang cố ăn nhanh. Kubinashi là không thể nào ăn nhanh được nhưng mà nó sốc sát thương ghê lắm. Mà nó cũng cơ động nữa. Rồi thanh niên Lộc thì lại ăn bướm của hàng vôi quá, thế là lại phải đi về rồi. Rồi ăn không? Ăn không nào. Úi rồi. Đang ấy mà đang bình luận nhiều bạn mời ấy quá, mời và đánh quá. Rồi hôm nay không đánh được anh em ạ. Rồi xem nào, đồ của gấu mèo thì lên cái đồ là phòng thủ rồi, chắc chắn rồi anh em ạ, chả chạy đi đâu được. Gấu mèo thì lên một cái đồ sát thương phép ấy, đó quạt tán hoa đấy, sau đó thì lên cái chống lửa gọi là chống tì xa đốt cháy nhá. Rồi thố đã bị gấu mèo thịt rồi. Anh niên Hakuro mà cứ bắn được thì chắc chắn là sẽ win. Ô nổ trụ chạy về thôi, gà nó lên này. Thanh niên gà này để vào chiêu cuối và thanh niên thằng bé thì chiêu cuối quả đấy và Hakuro thì chết ngay. Hakuro thì lùi ra bắn được một phát nữa thôi. Rồi Kubinashi quẩy và đã được. Hakuro rất là tiếc rồi. Hắc bé một chút nó kích hoạt bảng ngọc hồi một đống máu này đấy. Ôi trời ơi, thanh niên nhân mục liên chắc chắn sẽ chết rồi. Ok, double kill cho Châu Chê nổ ăn đến từ bạch lớn. Rồi về cuối game chắc chắn Hakuro và bạch lớn sẽ có lợi thế hơn anh em nha, chắc chắn. Rồi quẩy nát đội hình đến từ thanh niên Lộc, cháy chiêu cuối đến từ bạch. Rồi ok, tuyệt vời, kết thúc cho thanh niên kia vẫn được rất là nhiều vàng. Rồi xanh, rồi bạch mới xanh thì còn gì bằng nữa. Bạch vô thường mới xanh thì quá tuyệt luôn. Biến về hoa điều quyền anh em ạ, đĩ quá. Biến về kiểu đấy đĩ quá, mình chả thích. Mình thích biến về kiểu bình thường thôi, level 70 có cái ô ấy, mình thích kiểu đấy nó nhẹ nhàng. Mình lại thích nhẹ nhàng, mình không thích kiểu như là nhìn lè lè thôi. Mình bỗng mấy cái skin như là đã yêu ấy, giống như con đội hay là skin của con ô tên cự. Ui dồi, mẹ nó nhìn to nhức, chiếm mẹ cái màn hình điện thoại. Ghét. Mặc dù skin nó đẹp thật nhưng mà mình không thích những cái skin nó to, thích những cái con thực thần nó nhẹ nhàng thôi. Cũng cần to quá. Đúng không? Tùy mỗi anh em nhá. Mặc dù nhìn nó đẹp thật nhưng mà mình chơi game thì nhìn trông nó nhìn gọn mắt là được. Đấy là điện thoại của mình là điện thoại Plus, iPhone Plus, màn hình to đấy. Ông nào mà chơi có lại màn hình bé thì nhìn cầm con cẩu màn hình to đùng. Số tiền thì đang là chênh nhau 3.000 tiền. Bên Fidom thì là 36.000, còn bên NMRC là 33.000. Rồi cho Hakuro farm đi. Cho Hakuro farm, tí Hakuro bán được. Hakuro phải bán được cơ nhá. Hakuro đừng lỗi.
Gà thanh niên gà kia là chỉ ngắm Hakuro để ulti vào đánh thôi. Nên là chú ý. AD bên kia Kubinashi thì được bảo kê tận răng luôn. Khó lắm. Lộc khó động vào được Kubinashi lắm. Rồi Hakuro đi lỗi đi qua bụi. Theo lại đi qua bụi bên kia. Vậy mất tốc biến rồi. Chấy chiều cuối đến từ Bạch lớn. Rồi vẫn chấy. Rồi mất nửa máu tim địch luôn. Câu hồn trúng hay quá. Và chiêu kia thì trượt. Nhưng mà thanh niên Hakuro đã bị gà giết rồi. Gà chạy được không? Gà không chạy được à? Gà vẫn chạy được. Nhưng mà phải đợi Bạch tốc biến lên thì mới giết được gà. Đấy, Hakuro bắn được là bắn được. Bên này không biết Nashi đâu. Chết chưa? Chưa, vẫn về được. Giỏi thật đấy. Đấy, nên là chú ý. Chơi AD thì hổ báo thì đôi lúc thôi. Đấy, anh em chú ý. Mình thì mình thuộc lại chơi AD hổ báo nha. Mình chả giỏi đường nào được cả. Anh em nhìn video của mình đánh loạn cái này. Chưa, tôi thề với anh em cho tôi làm video support ít lắm. Tại vì không thích đi support mà. Có hứng hứng hôm nào đi làm về thì lại ở hôm nay mệt vào chơi con hằng bình luận với anh em. Hay là hôm nay vào chơi con tử bình luận với anh em. Thật chứ làm có hứng anh em ạ. Rồi, một pha giao tranh Orochi của hai team. Hakuro vẫn bắn được là bắn được. Và Bạch vô thường vẫn chơi được là ngon rồi. Cứ thế rồi, chiều cuối đến từ hắn. Bé, tốc biến lên đây nhưng mà không khiêu kích được ai. Nhỏ hơn con lọ mọ luôn. Rồi, Hakuro bắn được là bắn được. Lọc hút, thanh niên hắn bé phải lên bảng rồi. Hakuro bắn chưa, cháy, cháy nào. Wow. Hằng còn một chút máu nữa thôi, bên kia thì cũng hết máu rồi. Hakuro vẫn còn đầy máu. Đấy, Hakuro sợ, biết sợ rồi. Không dám đi linh tinh nữa rồi. Ok. Rồi, thanh niên gấu mèo đi vào lỗi và phải lên bảng anh em ơi. Kubinashi vẫn lướt được, vẫn có hồi máu. Thế rồi. Anodo thôi, thế thôi. Con người rồi. Hằng nào, còn thanh niên Hằng nào. Đây rồi, Hằng bị cấu. Hằng rồi, Hằng đi lỗi rồi. Hằng chết rồi, chắc chắn con Odo này sẽ thuộc về bên team SMLC anh em ơi. Bên SMLC thì mới ăn được một trụ thôi. Bên Freedom thì đã ăn được 4 cái trụ rồi. Hakuro bắt đầu bắn. Hakuro bật lên được kiếm bắn theo phần trăm máu thì chắc chắn là ăn Hakuro nhanh lắm. Hakuro vẫn là một thế lực cực kỳ ghê anh em ạ. Bảo kê được tận răng thì quá tốt luôn. Rồi không, không làm gì được rồi. Con Bạch Tuộc thứ hai đã thuộc về bên Fido. Con một con Bạch Tuộc thì đã thuộc về bên SMLC anh em ạ. Tôi nghĩ là Bạch Tuộc là 2-1. Bạch Tuộc nó tăng nhiều sát thương lắm nhá, không phải dạng vừa đâu. Anh em chú ý. Ôi, mệt quá. Ngồi nghỉ tí. Trận này thì không thấy có thanh niên nào chơi Dodo. Anh em ạ, Dodo vừa rồi tăng sức mạnh khỏe lắm thì chắc là ít luyện, anh em ít luyện. Thật sự con bài đấy thì nó hồi máu các kiểu đấy. Mình cảm giác mình chơi con bài đấy nó khác biệt hẳn luôn. Trận này là đòi hỏi Hakuro AD phải di chuyển thật là hay, không bị lỗi. Và đứng ở vị trí đẹp, ví dụ nếu mà gà ulti vào phải để giành tốc biến này, tốc biến thì mới win được. Như mà nếu mà lỗi mà bị bắt thiếu sát thương ngay. Bên kia thì vùi dập sát thương ngay, bên kia có hàng và Kubinashi mà có lực bắt được nó bẩy cho thì tan nát cõi lòng luôn. Đấy, nên là phải bảo kê và phải dùng chiêu cuối như là thố ấy, phải dùng chiêu cuối hợp lý. Rồi, bên trên kia thì Lộc bắt đầu đẩy, thì ở dưới này thì bốn người thì sẽ đẩy trụ anh em ạ. Bên Freedom đừng có lờn với bên Freedom anh em ơi. Có gấu mèo đấy, Tanuki ấy thì giao tranh tổng và mở combat rất là tốt đấy. Nếu mà không cẩn thận thì sẽ bị lật kèo ngay, nên là cẩn thận. Nhưng mà bên SMLC thì có Bạch lớn ấy, rồi dùng chiêu cuối cũng rất là tốt luôn. Đấy, Bạch hắc bé hết nữa. Rồi, ok. Ăn được một cái trụ rồi. Tiếp theo là cái trụ tốt. Hắc bé bắt đầu đi tốc biến, dịch chuyển lên. Rồi, gấu mèo còn chút nữa thôi. Không biết được. Gà trận này ulti vào đám đông người và gà lên bảng rồi. Ok, thế như trẻ tre giết được
hàng rồi. Về cuối game, Hakuro bắn được, Hakuro bắn hết luôn. Hay quá, tuyệt vời luôn. Rồi Lộc lao vào giữa đội hình đối phương luôn. Lộc đánh nhà rồi, nhà đổ rồi. Trận thứ hai đã thuộc về SMLC, tỷ số bây giờ đang là 1-1 cho Fidom và SMLC. Chúng ta cùng đến với trận thứ 3. MVP là Châu Chiến Oan. Ai là sẽ thương nhiều nhất nào? Rồi, rồi Bạch lớn sát thương nhiều nhất luôn. これも御仏のご縁でしょうか。OK, chào mừng anh em đến với trận thứ 3 giữa team giao lưu Xuân Canh Tí, giữa team SMLC và team Fidom. Thì hiện tại tỷ số đang là 1-1 nha anh em nhé. Thì trận này thì bên SMLC là bên đội xanh và bên Fidom là đội hình bên đỏ. Thì bên SMLC đã cấm Tuyết Boy này, Ochuki này, con bài này. Thật ra nếu có biết combo nó khỏe lắm. Tiếp theo bên kia cấm Jack và Onikiri anh em ạ. Rồi Onikiri thì hiện tại nó bá quá, nếu biết chơi nó cực kỳ mạnh luôn, thật sự cực kỳ mạnh. Rồi thì bên này thì Hoa Điều Quyển này, Nhất Mục Liên này, rồi Phật này, lúa này và Tìm Màu Đồng Tử. Đấy là đội hình của bên đội xanh. Thì bên kia thì có Thố này, Hoa Bỉ Ngạn này, Yasa này, Phật này, hai Phật đấu nhau luôn. Và tiếp theo là Hakuro 5 triệu đấy. Hakuro thì đội hình như thế này thì mình đánh giá thì khả năng là bên Fidom thì sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều một chút. Tại vì sao? Thì có Yasa đi rừng sẽ rất là cơ động đấy. Tiếp theo là đường giữa, đường giữa thì Hoa Bỉ Ngạn thì chắc chắn sẽ có lợi thế hơn hơn là Hoa Điều Quyển rồi, Hana ấy. Và Hakuro nếu mà bắn được thì Hakuro chắc chắn có lợi thế hơn lúa. Tại vì Hakuro bắn lực hơn rất là nhiều. Lúa thì được cái nó cơ động và cần phải kích hoạt nội tại. Đây Hakuro thì bắn phát nào nó thấm phát đấy luôn. Thì theo mình nghĩ là bên Fidom sẽ có lợi thế anh em ạ. Đấy, rồi vào rồi. Và chúng ta cùng xem. Đấy thì mình cũng có việc một chút thì mình sẽ dừng bình luận ở đây. Thì anh em mời anh em xem nốt trận thứ 3 giữa team SMLC và team Fidom anh em nhá. Thì hơi mệt một chút, mình đi ra ngoài một chút. Xin chào nhá. Anh em cứ xem đến hết cuối game nhá. Bye bye. Rất mong cảm ơn anh em đã ủng hộ và chúc anh em xem trận thứ 3 vui vẻ. Bye bye.
集合せよ。 敵式神討ち取ったり。 集合せよ。 敵式神討ち取ったり。集合せよ。 援軍が参戦。 攻撃します。 すぐに撤退しましょう。 消失。敵消壁消失。敵の式神が消えました。敵消失。敵消失。 絵の中の景色は心は映している。敵消失。任せてください。まるで絵のような景色ですね。 ここに集まって敵消失。敵消失。注意せよ。敵消失。敵消失。敵消失。敵消失。注意せよ。注意せよ。 敵の式神が消えたわ。人間が永遠に追いかけない。すぐに撤退します。配信せよ。集合せよ。集合せよ。敵の式神が消えたわ。 ここにあって。
敵消失。 ヤマタノオロチを倒して。 味方の石像が破壊された。 味方の石像を守れ。 味方の石像が破壊。 撤退しろ。
Cảm ơn các bạn đã xem video này, đừng quên ấn like và đăng ký ủng hộ kênh ra nhiều video hay hơn nhé.